mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Có người và phương tiện rơi xuống sông. Cập nhật đến thời điểm hiện tại đã có 28 người thiệt mạng và mất tích ở Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang. Mưa lớn, lũ lên cao đang gây ngập lụt diện rộng ở Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang. Ngập lụt sâu và thiệt hại nặng nhất là hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi, Trung du Bắc Bộ. Công điện nêu đến nay bão số 3, mưa lũ đã làm ít nhất 26 người chết và mất tích, 247 người bị thương, nhiều nhà cửa, công trình hạ tầng bị hư hại, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. Đặc biệt vào sáng nay đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu. Trước nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt cục bộ tại các vùng thấp trũng, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt. Trong đó tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, bảo đảm đời sống cho người dân theo quy định. Rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di rời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực nguy hiểm. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân vụ sập nhịp cầu Phong Châu và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 10 giờ sáng nay, cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C bắc qua sông Hồng nối giữa huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao đã bị nước lũ cuốn trôi một trụ và hai nhịp. Đây là cây cầu quan trọng với lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại đông. Qua hình ảnh từ hiện trường do phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy một trụ và hai nhịp cầu đã bị sập, rơi hoàn toàn xuống lòng sông, bị nước lũ cuốn trôi. Theo Phó Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều khả năng cao có người và phương tiện đang đi qua cầu đã bị gặp nạn. Đến lúc này chưa xác định được số nạn nhân cụ thể. Chính quyền tỉnh Phú Thọ đã huy động các lực lượng để tổ chức cứu nạn cứu hộ các nạn nhân. Hiện lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ đang ở mức báo động 1. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, cầu có trọng tải 60 tấn, được xây dựng với kết cấu dàn thép dài hơn 240m, rộng 6,5m và hai làn xe chạy ngược chiều nhau. Cầu được đưa vào hoạt động từ tháng 7 của năm 1995, nối thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao với các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, tỉnh Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Và ngay bây giờ chúng tôi kết nối với bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Thọ, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và phòng chống thiên tai của tỉnh. Xin bà cung cấp những thông tin mới nhất về công tác cứu nạn cứu hộ vụ sập một phần cầu Phong Châu như thế nào rồi ạ? Vâng, ngay sau khi nhận được thông tin, thì đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bùi Văn Quang và các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống hiện trường để xác minh thông tin và đưa ra các giải pháp để khắc phục sự cố này. Lực lượng Ban chỉ huy quân sự tỉnh thì đã bố trí lực lượng cứu hộ cứu nạn để chuẩn bị phương án để tìm kiếm người mất tích. Lực lượng công an thì lên phương án để phân luồng giao thông, đảm bảo cho các hoạt động giao thông diễn ra bình thường và lên các phương án để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn kịp thời nhất có thể.
Vâng, đến thời điểm này thì cập nhật mới nhất về thiệt hại cũng như là tỉnh Phú Thọ đã có tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả trước mắt vụ sập một phần cầu Phong Châu như thế nào thưa bà? Hiện nay thì qua thông tin sơ bộ thì đã xác định là có người và phương tiện đã rơi xuống lòng sông. Và trước mắt lực lượng chức năng đã cứu được 3 người đưa về trung tâm y tế của huyện Tam Nông để cứu chữa kịp thời. Và các cơ quan chức năng cũng đã trích xuất hệ thống camera cũng như các phương tiện lưu thông trên nhịp cầu thời điểm đó để xác minh chính xác số lượng phương tiện và người để có những sự ứng phó kịp thời. Hiện nay toàn bộ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn của tỉnh đang khẩn trương vào cuộc để cố gắng khắc phục sớm nhất sự cố có xảy ra. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Từ đêm qua, người dân các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Sơn La đã phải ứng phó với tình trạng ngập úng do mưa to đến rất to, hàng chục người đã chết và mất tích. Tại tỉnh Cao Bằng, đêm qua và sáng nay đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. Nghiêm trọng nhất là huyện Nguyên Bình, sạt lở đất đã khiến một người chết, 3 người bị thương, 20 người mất tích. Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đều bị ách tắc, nên phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Tính trên toàn tỉnh Cao Bằng, gần 400 nhà bị thiệt hại, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Từ đêm qua đến sáng nay, mực nước sông Cầu khu vực tỉnh Thái Nguyên lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống ở hai bên bờ sông. Đặc biệt tại thành phố Thái Nguyên, có 17 xã phường bị ngập sâu, 20 xóm tổ dân phố bị cô lập. Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng tại chỗ đã hỗ trợ người dân sơ tán và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, tiến hành gia cố các tuyến đê để ngăn nước sông Cầu chảy ngược vào phía trong đê. Yên Bái có mưa to đến rất to từ đêm qua, lũ trên sông Thao dâng cao, mực nước sáng nay đã vượt mức báo động 3. Lũ tràn về gây ngập lụt khắp thành phố Yên Bái, khiến nhiều người dân phải di chuyển sơ tán ngay trong đêm. Hiện nay trên địa bàn phường Hồng Hà, nhiều tuyến đường ngập sâu 1 đến 2 mét, người và phương tiện không thể di chuyển. Mưa lũ đã làm 7 người thương vong, toàn tỉnh có gần 570 nhà bị sập đổ, tốc mái, trên 950 hecta cây trồng bị thiệt hại. Còn tại Sơn La, các địa bàn biên giới thuộc huyện Mộc Châu, Yên Châu và Sốp Cộp bị sạt lở đất ở nhiều tuyến quốc lộ và nhà dân, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của bà con khu vực biên giới. Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử gần 100 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn nơi xảy ra sạt lở để phát quang, dọn dẹp bùn đất trôi sạt trên tuyến đường giao thông liên bản, chống trơn trượt đảm bảo an toàn cho người dân, giúp đỡ các gia đình chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tính đến 9 giờ sáng nay, mưa lũ sạt lở đất trên thị xã Sapa, huyện Văn Bàn, Bắc Hà và Bát Sát, Lào Cai đã làm 14 người thiệt mạng. Chỉ tính riêng tại thôn Phìn Trải 2, xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã có 7 người thiệt mạng. Trong vụ sạt lở đất xảy ra vào 3 giờ sáng nay, mưa lũ, sạt lở đất cũng làm thiệt hại hơn 440 nhà dân tại thị xã Sapa và các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Sát, Simacai, Bảo Yên. Tại tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Simacai, sạt lở 200 mét khối đất đá, cùng sạt dài khoảng 100 mét, nguy cơ tiếp tục sạt lở khoảng 1.000 mét khối, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của 20 hộ dân phía dưới với 77 nhân khẩu. Mưa lũ, nước sông suối dâng cao cũng làm thiệt hại gần 700 hecta lúa ngô, hoa màu và cây trồng khác, 13 hecta ao hồ nuôi thủy sản, nhiều gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Về hạ tầng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện bị sạt ta luy, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều cầu tràn bị ngập, một cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi, 4 công trình thủy lợi tại Văn Bàn bị đất đá vùi lấp cùng nhiều thiệt hại khác. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 40 tỷ đồng. Và hiện chúng tôi đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai để có thêm những thông tin chi tiết. Vâng thưa ông, hiện nay tình hình ở Lào Cai như thế nào cũng như là công tác ứng phó ra sao ạ? Do cái ảnh hưởng của cái hoàn lưu cơn bão số 3 thì Lào Cai trong 3 ngày vừa qua thì có cái mưa lớn diện rộng trên địa bàn của toàn tỉnh. Và đây là một trong những cái đợt thiên tai có thể nói rằng là lớn nhất trong lịch sử gần 40 năm qua trên địa bàn của tỉnh. Và nó đã gây cái thiệt hại rất lớn đến người và tài sản ở trên địa bàn của tỉnh. Tính đến thời điểm trưa nay thì tổng số người chết đã là 14 người và mất tích là 5 người và bị thương là 12 người. Và đặc biệt lũ trên sông Hồng ấy thì đã vượt qua báo động 3 trên 1 mét và ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cái hệ thống các cái đô thị dọc sông Hồng. Và nước thì cũng đã chảy qua hệ thống kè vào địa bàn thành phố Lào Cai cũng như là thị xã, thị trấn Phú Lu cũng như là huyện Bảo Hà. Và ảnh hưởng đến hơn 3.000 cái hộ
và các cái tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ đến thời điểm này thì cơ bản đều bị sạt lở, và vẫn còn một số tuyến thì đang tiếp tục chia cắt và vẫn chưa được kịp khắc phục. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin cập nhật từ ông Trịnh Xuân Trường. Tại Bắc Giang, chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời hàng trăm hộ dân bị ngập lụt cô lập tại huyện Sơn Động và Lục Ngạn. Đặc biệt, suốt đêm qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, quân đội cùng với người dân địa phương đắp đê bối chống nước tràn do nước sông dâng cao, tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ lúa, hoa màu và tài sản của người dân. Hiện nay đang là 22 giờ đêm và tôi đang có mặt tại khu vực đê bối của xã Vũ Xá, huyện Lục Nam. Ở thời điểm này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc quân đoàn 12 hỗ trợ nhân dân khắc phục những cái hậu quả để có thể bảo đảm mùa màng của hơn 300 hecta hoa màu ở đằng sau này. Đặt tài sản tính mạng của nhân dân lên trên hết, nên do đó mà tất cả cán bộ chiến sĩ là không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh và quyết tâm là giúp nhân dân khắc phục một cách giảm thiểu một cách thấp nhất cái hậu quả có thể mang lại. Ngay sau khi nhận được tin báo về việc đê bối ở khu vực xã Vũ Xá, huyện Lục Nam bị tràn, có nguy cơ ảnh hưởng đến 450 hecta lúa và hoa màu của người dân, Lữ đoàn Pháo binh 164, Quân đoàn 12 đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với nhân dân địa phương thực hiện nhiệm vụ đắp đê bối, huy động nguồn lực để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Thì huyện Lục Nam, xã Vũ Xá cùng với các lực lượng thì chúng tôi sẽ quyết tâm giữ vững cái bờ vùng đê Vũ Xá để đảm bảo cái an toàn cho khoảng 200 hecta lúa và hoa màu của xã Vũ Xá đang chuẩn bị đến cái thời điểm thu hoạch. Nếu mà không có quân đội mà hỗ trợ chúng tôi thì chắc chúng tôi sẽ bờ vùng này sẽ bị vỡ hết. Lực lượng quân đội và lực lượng công an nhân dân là đã có cái tinh thần, vừa là cái tình cảm, cái trách nhiệm, vừa là cái giúp đỡ bà con trong cái thời điểm khó khăn như thế này. Dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tối, khó khăn, vất vả, song cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 164 vẫn kiên cường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Còn tại tỉnh Lạng Sơn, nhiều đập thủy điện trên địa bàn tỉnh đang phải xả lũ để đảm bảo an toàn vận hành. Nhiều khu vực ở Hạ Du đang bị ngập sâu. Toàn tỉnh có hơn 2.000 hộ bị tốc mái, gần 200 nhà bị thiệt hại do sạt lở, hơn 1.000 nhà bị ngập nước. Trên 5.000 hộ dân tại các vị trí bị ngập lụt, lũ, sạt lở, mất an toàn đã được di rời đến nơi an toàn. Trong đó, tại thị trấn Thất Khê và các xã xung quanh của huyện Tràng Định bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn. Tại huyện Hữu Lũng, một số khu dân cư ở xã Yên Bình, Minh Sơn bị chia cắt. Một số khu dân cư của các xã Hồ Sơn, Sơn Hà, Minh Hòa, Cai Kinh bị ngập do nước sông Trung, nước sông Bắc Giang dâng cao. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả của thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200 đến 420mm, gây ngập lụt và thiệt hại nhiều công trình công cộng, nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Cho đến thời điểm này, cả 12 xã và thị trấn của huyện Trạm Tấu đều bị ảnh hưởng sạt lở trên các tuyến đường. Đặc biệt, 4 xã có ngầm tràn, hiện xe ô tô vẫn không vào được trung tâm xã. Ngay sau cơn bão số 3, từ ngày 7 tháng 9 thì hàng ngàn mét khối đất đá đã đổ về từ thượng nguồn đến địa điểm này. Tại đây thì nước lũ đã chia cắt chiếc cầu nối từ Mảnh Tào sang thôn Tả Gành. Và đặc biệt là nước từ hồ thủy điện Nậm Tăng Ba cũng đã dâng lên đến đây. Hiện nay thì thôn Tả Gành là một trong hai thôn đang bị chia cắt, cô lập. Khoảng 3 km từ trung tâm xã Bản Mù đến khu vực thôn Mảnh Tào là tuyến đường bị sạt lở nặng nề nhất. Hàng trăm mét khối đất, đá to, cành cây sạt xuống từ vách núi ta luy dương. Có nhiều đoạn đường bị sạt ta luy âm, đường bê tông bị nứt gây ách tắc. Tại khu vực Mảnh Tào hiện nước đã rút nhưng lượng đất đá và sỏi quậy rất nhiều, khoảng 7 hộ dân bị ảnh hưởng. Khi lũ về thì tôi không có ở nhà, chỉ có 3 đứa con và vợ. Nhưng rất may thì cả 4 mẹ con đều kịp chạy ra khỏi nhà. Nhưng mà nhà của tôi thì đã bị ngập hết và tài sản thì vẫn đang ở trong nhà, không kịp chạy. Ngay từ hôm qua thì đã huy động tất cả các máy móc ở cái tuyến đường từ đây đến xã Bản Mù và từ đây đến Giàng La Pán mà đã san dẹp ủ đường để đường ô tô bây giờ đã đến tại điểm này rồi. Còn đối với nhà cửa thì sáng hôm nay thì đã huy động tất cả bà con nhân dân và cán bộ công chức của huyện, trong đó có công an quân đội
cũng đã trực tiếp xuống đây để dọn dẹp giúp bà con nhân dân để rửa vận chuyển những cái đất cát hay là những cái gì mà đã vào trong nhà. Hiện huyện Trạm Tấu đang huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.